Vâng, kính chào tất cả quý bác nha. Hôm nay em mới vừa về một cái siêu phẩm, tiếp tục một cái siêu phẩm. Phải nói là một cái siêu phẩm. Vì sao gọi là siêu phẩm? Bởi vì nó đây tại đây các bác nhìn nè. Từ từ đi, các bác cứ nhìn chiêm ngưỡng kiểu dáng của cái này đi, các bác đoán được cái gì không ạ? Đoán được chưa? Vâng, đây chính là cái đồng hồ. Không phải, nó là chiếc nhẫn. Đồng hồ hay là chiếc nhẫn? Vâng, đây. À thì ra nó là một chiếc nhẫn mang thương hiệu Patek Philippe, một cái thương hiệu mà đình đám hot nhất trong cái gọi là cái thế giới đồng hồ hiện nay, một cái tầm rất là đẳng cấp. Và các bác đã sở hữu được những chiếc đồng hồ Patek rồi thì hôm nay các bác sẽ không thể bỏ lỡ được cái chiếc nhẫn đồng hồ Patek này được. Tất cả được làm bằng vàng 18K, viền là full kim cương, giờ chạy cực kỳ chuẩn xác. Và em sẽ tái hiện lại đeo vào ngón tay của em cho quý bác xem. Đây, tuyệt vời. Vâng, bác nào muốn trải nghiệm mà chiếc đồng hồ này nó đẹp như thế nào thì cứ trực tiếp đến với showroom của Kỳ Năng Luxury, hãy gọi hoặc là gọi hotline 0901 247 247. Xin trân trọng cảm ơn. Chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.